Mê bình chia ca con tập trường cục, ổ bật thông thay bị ca chun cổ xa sọp dù thân bí rúp, đài bán bẹt lý chi vật đam bay chui xong cổ mê luôn tật sạp. Ai đom ổ đom xa này ai hôn mà nè, à kẹt mê bình chia ca rong này con như tập bồ khai mạ phù mấn. Mê bình chia ca con tập trường cục, bán ổ bật thông thay bị ca chun cổ xa sọp dù thân bí rúp, đài bán bẹt lý chi vật đam bay chui xong cổ mê bỏ luôn tật bí nè. Khnông môi cổ xa sọp tật tù bán thay bị ca chậm nuôn đọp liền riêng, tam ra dạ ổ đom xa này trái chui xa hà. Bình chia ca rong nâng chia mê bình chia ca tư tì bay dốt tập phung phía tì bốn nước nông ô ca cho ruộm đồng lệch mô rà tục ô đom xa này trái chui xây há ban pom nôm bà nam phía xa xua sọc tục nâng xa đồng lệch tục pi xâm nạ ai ở đom ô đom xa này ai hôn mà nét chun chụp buộc krom cổ xa sọp đòi ban chặt tục xa bạch bóng ni chia ca bạch bóng nơi con tốp đo ăn ai phá hàn nơi nông con tốp chương cục nơi con dịch tập bồ khai mạ phù mến cân lòng một nâng ban cho ruộm bòm ra chiết miệt tập phum nâng bờ chỉ chốn, prakop đòi smart ở đây ông ai khai han chăn tẹt mù mốt nâng hiên bẹt ly chỉ vật đam bay song kro bờ chia bờ rót, xôm mà chẹt hà, sập vô thân pi rụp đài bẹt ly chỉ vật đam bay chui song kro mày pro lùng tập pi nẹt trai bàn kro sa sập vừa bon tam bờ bay này sát ná khnông nụ, sập ti mui polto văn thon miền ayu mà phây bay chém, nơi liều trai bàn crom kro sa sập vô một vừa bon nơi kê hạ than sập nơi phum chăn cờ hòm sọc bẩn ti អំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យដោយឡែកសពទី2ពលលបាលឯកឈុនស៊ីដេតមានអាយុ30ឆ្នាំមានប្រពន្ធត្រូវបានអង្គភាពរៀបចំធ្វើបន់នៅបន្ទាយប្រាសាទតាមន់ខេត្តឧត្តរមានជ័យសូមរំលឹកថាថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022យុធិនវរៈសនាតូចលេ4រយ ក៏ប្រទះឃើញក្មេងប្រុសពីរនាក់កំពុងលួងទឹកទៅចោះជួយសង្គ្រោះពេលសង្គ្រោះជីវិតក្មេងបានហើយអកុសលទឹកហូរគួចខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យលួងស្លាប់ទាំងពីរនាក់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នសាកសពយោធិនទាំងពីរនាក់បានរកឃើញនៅម៉ោង 11:30 ម្នាក់នឹងនៅម៉ោង 17:30 ម្នាក់ទៀតសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិត ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ